cả nhà nhìn thấy chưa? Một ly sữa gạo nứt đỏ, trong đó có sữa túi và sữa đặc và bánh sô cô la. Một cái cốc sữa đầy dinh dưỡng. Ai cũng thích uống, uống cái này cứ một tuần hai lần thì cả nhà chắc sẽ thấy sức khỏe của mình và sẽ thấy cái bản sắc của cơ thể người nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Các cả nhà sẽ tham khảo rộng rãi thêm để sẽ làm cho mình một ly sữa gạo nứt đỏ thật tuyệt vời này. Chúc xin chào cả nhà. Hôm nay quay lại với kênh Hương vị Quê Chín. Hương vị Quê Chín hôm nay lại giới thiệu với cả nhà một video mới rất lạ, video rất hay và hữu ích cho mọi người. Hôm nay Hương vị Quê Chín lại là một cái món này rất hay. Cả nhà nhìn lên màn hình, nhìn thấy có ngon không? Đây, món này gọi là món sữa gạo nứt đỏ. Đây là gạo nứt đỏ đây. Cái chén này là gạo nứt đỏ. Đấy, gạo sống. Đây, đây là gạo nứt đỏ rất đẹp, rất ngon. Cả nhà nhìn nhá. Đấy. Hôm nay Hương vị Quê Chín sẽ làm một món sữa gạo nứt đỏ cộng với Milo và bánh sô cô la. Bánh sô cô la và sữa bịch. Đây, sữa này đây, ít đường đây. Đấy, và đồng thời cộng thêm một ít sữa này nữa. Cả nhà cứ theo dõi Hương vị Quê để có những cái chi tiết nào thì cả nhà đều biết. Đây, hôm nay Hương vị Quê sẽ hướng dẫn với cả nhà là làm món sữa gạo nứt đỏ. Bây giờ nói về những cái dinh dưỡng của gạo nứt đỏ. Gạo nứt đỏ chứa nhiều dinh dưỡng cho có lợi cho sức khỏe con người này. Trong gạo nứt đỏ có những thành phần sau. Một là tinh bột. Hai và chất béo. Cái gạo nứt đỏ này cũng hay đấy. Và ba là chất xơ. Bốn là các chất vitamin. Trong đó thì có vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 và vitamin B6. 5. Axit phantothalic, tức là vitamin B5. Vitamin B5. 6 này. Axit folic, tức là vitamin M. 7. Các nguyên tố vi lượng ở trong gạo nứt đỏ gồm có canxi, sắt và mangan và kali và có cả natri. Vậy hôm nay Hương vị Quê sẽ chia sẻ là một cái món sữa gạo nứt đỏ gồm những sữa và Milo và bánh sô cô la để cho nó một cái món này tổng hợp cho nó thật ngon. Hương vị Quê cũng mong cả nhà tìm hiểu rộng rãi thêm nữa về gạo nứt đỏ để làm cho mình một món thưởng thức bổ dưỡng ngay. Bây giờ thì Hương vị Quê sẽ tiếp tục vào làm. Đây, đây là gạo nứt đỏ. Ví dụ các bạn cả nhà thấy, ví dụ những người sử dụng trong gia đình thì cũng tùy theo. Hôm nay đây là Hương vị Quê giới thiệu, đây là gạo. Và nếu mà ước lượng trong gia đình bao nhiêu người muốn bao nhiêu cốc thì cả nhà tùy theo. Thế còn Hương vị Quê đã dùng gạo nứt này và đã cho vào ninh nấu thành cho vào ninh nấu rồi. Thì bây giờ cái chất nấu này thì đã được nấu rồi, nấu sẵn rồi. Thì các cả nhà cứ cho vào xoong và cho cái độ nước vừa đủ. Và đồng thời cho vào đun, tắm điện đun tầm độ khoảng 1 tiếng rưỡi là nó sẽ ra một cái sản phẩm này. Nó sẽ ra một cái sản phẩm này. Đây là gạo nứt đã qua được đun chín. Đây, gạo nứt qua đun chín. Thì bây giờ Hương vị Quê đã đun xong rồi. Để cho nó nhanh. Để cho nó nhanh. Rồi đây là cho vào máy xay. Nhá. Cái sản phẩm này đã được đun chín. Nó thành như thế này rồi. Và đồng thời bây giờ cho vào máy xay này. Đấy, Hương vị Quê tiếp tục cho vào máy xay. Để cho cả nhà cùng biết nhé. Đấy, để gọn ra đây. Để cho vào máy xay này. Bây giờ cái này cho vào tùy theo mình sử dụng nhé. Đấy, cho vào máy xay này. Đấy. Cái nước thì mình để mình dùng. Thế còn cái này thì mình cho vào. Đấy, bây giờ cứ cho cái lượng này, để này ra đây. Để ra đây, nó tầm được khoảng 5 thìa. Đây là sản phẩm cho vào một ly để dùng sử dụng. Đấy. Cho vào máy xay để chuẩn bị pha thành ly. Cả nhà nhìn nhá, bây giờ Hương vị Quê bắt đầu bật máy này. Đấy.
cho một ít sữa tối này vào để cho nó có chế độ xay cho nó dễ. Cả nhà cho ít thôi vì là nó còn nhiều chất nữa. Thì cho 1/3 cái túi này thôi, cho 1/3 cái túi này thôi vì trong đó nó còn là sữa ấy cơ. Bây giờ ta cứ xay đã. Đấy, bây giờ tiếp tục cho cái Milo vào nhá. Cả nhà tiếp tục cho Milo này, cho một gói Milo nhá. Đấy, và tiếp tục cho một chút sữa này vào này. Cả nhà nhớ nhá, cái cân cái lượng mà đây là mình ước tính rồi, cứ không phải là theo ước tính của một ly sữa nhá. Đây, cả nhà nhớ cho một chút vào nhé. Đấy, cho chút thôi. Chút ngọt quá là mất ngon. Thì đồng thời nó còn có cả cái bánh này nữa. Ta cho tất cả tổng hợp vào để ta xay cùng lúc này. Đây là bánh sô-cô-la. Đây là bánh sô-cô-la nhá. Ta cho 5 cái này. Đấy, bắt đầu xay này. Đấy, bây giờ là công đoạn xay là đã xong rồi nhá. Bây giờ cho vào ly này. Bây giờ hương vị quê sẽ cho vào ly nhá. Đây, xay xong rồi đây. Đây, bây giờ tiếp tục cho vào ly nhá để thưởng thức này. Đây, hương vị quê sẽ đổ ra ly cho cả nhà cùng xem nhá. Đấy, cả nhà thấy có ngon không? Đấy, nó xoắn như này cơ mà. Đấy, trong đó này, gạo nứt này. Sữa túi này. Sữa túi và bánh kem sô-cô-la này. Với sữa đặc này. Đấy. Cái này nếu mà ai mà dùng đá cũng được, mà dùng không như này cũng được. Rất ngon. Cả nhà nhìn thấy chưa? Một ly sữa gạo nứt đỏ. Trong đó có sữa túi và sữa đặc và bánh sô cô la, một cái cốc sữa đầy dinh dưỡng, ai cũng thích uống. Uống cái này cứ 1 tuần 2 lần thì cả nhà chắc sẽ thấy sức khỏe của mình và sẽ thấy cái bản sắc của cơ thể người nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Các cả nhà sẽ tham khảo rộng rãi thêm để sẽ làm cho mình một ly sữa gạo nứt đỏ thật tuyệt vời này. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và bình an, đạt được nhiều những gì mà mong muốn nhất. Chúc cả nhà làm cho mình một ly sữa thật ngon. Cả nhà thấy hay thì có nhớ đừng quên đăng ký và chia sẻ và like cho Hương Vị Quê một cái. Mong cả nhà sẽ ủng hộ thật nhiều, thật mạnh mẽ để cho Hương Vị Quê ra những video tiếp theo. Cả nhà nhìn đây, đấy, một ly sữa thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời, cả nhà nhìn nhá, một ly sữa thật tuyệt vời. Đấy, ngon chưa? Ly sữa rất tuyệt vời, rất ngon. Bây giờ ta chỉ cần cắm ống hút vào là hút một mạch được nửa ly. Qua đã.